Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình e-drop đến từ dự án Starjet. Thì anh chia tổng phần thưởng như sau nè các bạn. Tổng phần thưởng là 5 triệu đô random cho 2.000 lucky may mắn nha các bạn. Thì mỗi người sẽ nhận được 2.500 ta khoảng 30 đô các bạn. Còn anh này tập ghép bạn. Thì chương trình e-drop này còn 5 ngày nữa kết thúc nè bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên bạn follow Twitter nè. Rồi mình bấm vào follow nha các bạn. Xin tạo Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bấm up lên nha các bạn. Theo dõi rồi. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi tiếp tục follow tweet nữa các bạn. Bấm vào tweet nha các bạn. Bấm đăng test nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm up lên nè. Các bạn bấm continue. Sau đó retweet cái nữa các bạn. Bạn like nè, thích nè, tweet like được các bạn, bình luận nâng câu luôn nha các bạn, good đi, good này đó, rồi tweet lên nha các bạn, sau đó bạn bắt đáp là bấm vào continue, sẽ bấm nhanh quá cái nó văng luôn các bạn, làm gấp quá, trời ơi, sorry các bạn nha các bạn, mình giỏi quá. Rồi tiếp tục visit của website của nó nè các bạn. Dự án này khá là ngon luôn các bạn. Ồ, dự án làm về game đối tác của MFT này luôn các bạn. Làm về game MFT. Và các bạn đây mình check sơ quá các bạn. Rồi bấm đáp lên các bạn. Bấm continue nha các bạn. Tiếp tục join tiếp kênh channel luôn nè. Đâu rồi? Bạn cho sao các bạn, gọi bạn bắt đập lên nè. Bấm continue. Tiếp tục cho anh tiếp bên group nữa nè. Chắc end quá. Đừng nghe anh nghe. Rồi. Nói sao dính vậy. Bỏ con nào luôn, bỏ con này luôn đi. Gọi bạn cho sao các bạn. Bỏ thì nó không về. Bấm vô continue. Tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ bên B sao mà trên bet 20 trên chút của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn dán vào đây. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Sau đó các bạn lấy dép mình chia sẻ cho ông bè và người thân nó kiếm tập cần các bạn. Sau này tiếp theo thì mình sẽ update cho các bạn dự án nhận tập cần HMC đến từ sàn MC. Thì bạn nào có tham gia dự án hướng dẫn tham gia chương trình em đây phiên thứ 8 đến từ sàn Hurricane Swap nhận tập cần HCT đến từ sàn MC thì các bạn vào chat nha các bạn. Thì sau khi sự kiện nó kết thúc thì nó đã trả tập cần cho các bạn nha các bạn. Thì mỗi nhà vé nhận thưởng may mắn nhận vé đặc biệt thì nhận từ được 600 token HCT nha các bạn. Còn mỗi ạc nhận khuyến khích thì có khoảng được không biết bạn được bao nhiêu, mình thì được có mười mấy token nha các bạn. Hiện tại dự án con này nó bay là 0.016 đô một token nè. Thì để kiểm tra được thì các bạn vào tài sản nè các bạn. Các bạn vào giao dịch giao ngay nè các bạn. Các bạn tìm kiếm token của mình là HCT nè các bạn. Mình đã về được có 18 tốc cần. Rồi mình bán luôn nha các bạn. Nó cho chơi qua cặp USDT. Mình sẽ không đủ min bán rồi. Mặt nạp theo thêm. Rồi bạn bấm ra bán ra nha các bạn. Rồi các bạn chọn mắt nè. Rồi đúng rồi. Có min bán tới 5 USDT đây mà. Rồi các bạn nạp thêm. Rồi bạn mua qua con HCT này. Hoặc rồi các bạn chơi qua USDT nha các bạn. Rồi vậy video mình đã cập nhật dự án đến từ sàn MC cho các bạn đến đây mới thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.